Ok, hai cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ú đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Omega Ruby. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách bắt bộ ba gồm Reshiram, Zekrom và Kyurem. Ok, vậy là chỉ còn mỗi một mình con Latias nữa là mình sẽ bắt hết tất cả các Pokemon huyền thoại trong phiên bản này. Rồi, nói về Pokemon Latias này một chút xíu thì có khá là nhiều anh em kêu mình là tại sao con bắt nó sớm đi. Nó đang ở cái hòn đảo Southern Iceland. Thì nó ngay ở đây, tại sao con bắt nó sớm đi mà lại để nó cuối cùng. Thì các bạn không hiểu một điều, đó là chúng ta không thể nào bay đến đây theo cách thông thường được. Chẳng hạn như bây giờ mình đang dùng chip fly thì mình sẽ không thể nào bay đến cái hòn đảo Southern Iceland này được. Đấy, mình bấm hoài mà nó không vô. Rồi, cách thứ nhất là dùng fly không được. Ok, cách thứ hai là mình thử dùng cái Ion Blood, mình cưỡi lên lưng con Latios để bay đến đó xem như thế nào nhá. Ok, tới đúng vị trí hồi nãy là cái hòn đảo này, cũng không vô được luôn. Đấy, không thể nào vào được. Tức là dùng fly hay là cưỡi lên trên lưng của Latios đều không vào được. Vậy thì làm sao để đến được hòn đảo đó? Chúng ta sẽ đi bằng đường tàu. Ok, mình quay lại đây trước cái đã. Chúng ta sẽ đi bằng đường tàu. Mà muốn đi đường tàu thì chúng ta sẽ phải có một cái item tên là Aeon Ticket. Aeon Ticket này là một cái vé tàu mà chúng ta có thể có được bằng cách tham dự event của Nintendo, hoặc là nhờ một người nào đó có cái vé này trade qua cho mình. Mình thì chơi giả lập Shira không thể nào trade được. Cho dù có trade được thì cũng không ai trade với mình cả. Cho nên là mình đã dùng cái phần mềm BKH lấy cái vé này thông qua cái sự kiện đó là Mystery Gift. Khi dùng BKH xong á thì chúng ta vào cái trung tâm báo thần kỳ, sẽ có một cô gái đứng ở đây, đứng ngay vị trí này và nói chuyện với cổ. Thì cổ sẽ đưa cái vé mình đã lấy rồi. Và sau khi có vé thì chúng ta sẽ quay về gặp bố của nhân vật chính, đưa cái vé cho ông coi. Beetlebird City. Ok, đưa cái vé cho bố mình xem. Đó, ông nói là ông biết cái vé này và ông sẽ đưa mình ra bến tàu sử dụng vé này và đến hòn đảo Southern Iceland. À, đây chính là cách mà chúng ta sẽ đến bắt con Latias, chứ chúng ta không thể nào bay theo cách thông thường như anh em đã nói đâu nhá. Đây cũng chính là lý do tại sao mình để nó đến tận bây giờ, vì cái lúc mà anh em nói bắt được nó theo cách thông thường á, cách bay đến đây á, mình đã thử và không được. Đó, mình không biết làm sao hết, mình mới bắt đầu mình tìm hiểu, mình mới biết là phải có cái vé. Ok, nó đây rồi, sell phát. Rồi, mình nói luôn là tại sao trong đội hình mình lại cho con cá mập quay trở lại. Vì cái con Latias này nó chỉ có level 30 thôi. Nếu mà để một con Pokemon trong đội hình chính của mình đánh phát là nó lên đường luôn. Cho nên là mình mới đưa con Sabido quay lại, đánh cho nó yếu một chút xíu để mà dễ bắt. Ok, vô. Ok, Latias Pokemon điện thoại cuối cùng. Quyết bò trước đi. Dễ gì, huyền thoại mà. Biết lắm. Dragon Rag. Ok, Thunder Wave cái xong rồi chuyển qua Sabido đánh. Dragon Rag. Rồi, Sabido. Cấp 37 thôi, đánh chắc nó không chết được đâu. What the hell? What? Nó có chiêu chuyển cái trạng thái sang cho mình. Ghê thế. Nó chuyển cái trạng thái tê liệt của nó sang cho mình. Dragon Rag. Cái quách.
Tua. Được đấy. Mày chỉ cần tới máu đỏ thôi con. Hai hit nữa. Hay lắm em yêu à. Hay lắm. Rồi, đổi sang Pokemon level cao cho dễ bắt. Sẵn thân rồi quay lại luôn. À, nếu như mình không dùng Sabido, mình dùng những con trong đội hình chính đánh phát là nó tử hẹo mẹ luôn rồi. Rattata. Ok. Vô. Oh man. Vô con. À, vì nó cấp 30 cho nên bắt khá là dễ ha. Đùa với bố à. Latias. Oh, nhận được cái show deal. Cái này hình như là cái đá tăng sức mạnh cho hai con Latias và Latios đây. Đấy. Khi mà gắn cho một trong hai con á, thì cái này nó sẽ tăng cả hai cái sức tấn công phép và phòng thủ phép luôn. Cái gì đây? Cục gì đây? À, on dream but another reality. Never forget. À, làm sao lấy được cái đá mega của con Latias nhỉ? Ở đây có không? Ok, chắc không có rồi, bay về luôn. Ô, không bay được. What the hell, cái hòn đảo này nổi bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có dùng tàu thôi. What the. Ok, đi tàu về. Ok. Ok, mình sẽ kiểm tra nó chung với lại con Latias luôn. Latias đâu rồi? À đây. Bamba. À, con này thì công phép rất là cao. Tính cách Rats, tính cách này thì tăng sức tấn công phép và giảm phòng thủ phép. À, chứ bị động là Lavistay kháng hoàn toàn với các đòn tấn công hệ đất, hai hệ là Dragon và Psychic, rồng và tâm linh. Heal Pool, chiêu này là tăng máu cho đồng đội, nếu như trong trận chiến tay đôi á, thì sẽ tăng máu cho đối thủ. Dragon Rack, 60 sát thương phép, hệ rồng có thể làm cho đối phương bị tê liệt. Luster Ball, 70 sát thương phép, hệ tâm linh có thể làm cho đối phương bị giảm cái sức phòng thủ phép và Psycho Ship. Chiêu này gọi là chuyển cái trạng thái của mình sang cho đối phương. Nếu như mình bị trúng độc thì chuyển cái trúng độc qua đối phương. Nếu mình bị tê liệt thì chuyển tê liệt qua cho đối phương. Ok, vậy là Latios. Tiếp theo là Latias. Ủa đâu rồi? À đây. What the hell, con này thì thủ cao hơn chút, thủ phép cao hơn chút, nhưng mà tấn công phép thì thấp hơn. Vẫn là Lavistay kháng hoàn toàn với các đòn tấn công hệ đất. Vẫn là hai hệ rồng và tâm linh. Tính cách là Bon. Tính cách này thì tăng phòng thủ vật lý và giảm tấn công vật lý. Ok. 4 chiêu Heal Pool, chiêu giống con Latios luôn. Dragon Red giống Latios luôn. Cycle Ship giống Latios luôn. Chỉ khác một chiêu đó là
Midbo. Chiêu này thì 70 sát thương hệ tâm linh, có thể làm cho đối phương bị giảm cái sức tấn công phép. Còn hồi nãy là chiêu giảm phòng thủ phép, con này là giảm tấn công phép, ngược lại chút. Ok, rồi vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong hết tất cả các bắt Pokemon huyền thoại trong phiên bản này. Có khá là nhiều bạn kêu mình hướng dẫn cách sử dụng BKH. Ok, thì có thể là sau khi hoàn thành game mình sẽ có một video hướng dẫn sử dụng BKH cho các bạn. Và video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy share cho bạn bè. Và nếu đây lần đầu bạn đến với Giang Ngố Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Oh yeah.